Quay trở lại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thị Thanh Huyền ạ. Cái câu chuyện về việc suy giảm estrogen thì chúng ta cũng đã được nghe các chị chia sẻ từ nãy đến giờ rồi. Và anh Thư thì có một cái thắc mắc nữa là khi mà cái lượng estrogen này nó suy giảm thì vì cái lý do gì mà nó sẽ tác động đến cái nhu cầu sinh lý của chị em phụ nữ thưa chị? Như chúng ta đã biết, cũng như là chị Thủy cũng đã đề cập rất là rõ, khi mà estrogen suy giảm liên quan đến các cái chu kỳ kinh nguyệt cũng như là cái khả năng sinh estrogen ở trong cơ thể thì nó đánh dấu một các cái dấu mốc, đó là cái giai đoạn xung quanh giai đoạn mãn kinh, hay chúng ta có thể hiểu đấy là một quá trình lão hóa tự nhiên. Thì cái giai đoạn này nó thường xảy ra ở giai đoạn xung quanh khoảng độ 45 đến 55 tuổi. Thường thì người ta gặp xung quanh tuổi 50 và 51. Còn nếu ai sớm hơn thì đôi khi ở độ tuổi ngoại tứ tuần, tức là 45, 46 đã có thể gặp. Còn những ai mà có đời sống tốt hơn, dồi dào hơn, estrogen dồi dào hơn thì có thể mãn kinh muộn hơn ở độ tuổi ngoài 55. Nhưng tại sao một cái hormone chúng ta được ví thần thánh như chị Thủy nói, nó như là một cái tiên dược, bởi vì nó có rất nhiều các receptor. Chúng ta có thể hiểu theo thuật ngữ dân dã đó là các cái điểm tiếp nhận cái hormone này đến các cái cơ quan. Các cơ quan tiếp nhận nó nằm ở rất nhiều các bộ phận trong cơ thể, ví dụ như là ở tim mạch hoặc là trên hệ tim mạch. Thì khi cái lượng estrogen sụt giảm như vậy, nó làm cho gia tăng, người phụ nữ có gia tăng các cái biến cố tim mạch, nó gia tăng các cái mà sinh sơ vữa, gia tăng nguy cơ, gia tăng cái nồng độ LDL và giảm cái nồng độ HDL, là không tốt cho cái lượng lipid máu hay gọi là mỡ máu ở trong cơ thể. Bên cạnh đó thì ở những cái thụ cảm như ở bộ phận sinh dục thì làm đau, khô và khó chịu khi quan hệ tình dục. Bên cạnh đó thì ở loãng xương thì cũng có những cái estrogen để tiếp nhận và nó làm sụt giảm các cái nồng độ của mật độ xương và làm gia tăng các nguy cơ loãng xương. Tương tự thì rất nhiều các cái bộ phận đặc biệt liên quan như là bộ phận tiết niệu sinh dục, bộ phận tim mạch và vân vân. Nó làm cho ảnh hưởng đến toàn bộ các hệ thống khi lượng estrogen sụt giảm, mà đặc biệt đánh dấu bởi các cái chu kỳ mãn kinh của phụ nữ. Vâng. Ngoài cái chu kỳ mãn kinh đấy ra thì chị em có thể nhìn vào những biểu hiện nào để biết là mình đang bị suy giảm estrogen ạ? Hoặc là mình có thể làm những cái xét nghiệm chính xác nào để thấy rằng là mình đến thời điểm cần bổ sung chưa? Thực ra thì chúng tôi cũng khuyên cáo, cũng như chúng tôi làm trong chuyên ngành nội tiết và lão khoa, cũng như chị Thủy làm trong chuyên ngành sản, chúng tôi có những cái xét nghiệm hoặc những cái khuyến cáo. Đặc biệt nghĩa độ tuổi này nó còn là ngoài cái việc estrogen sụt giảm, nó còn cái đánh dấu nhiều dấu mốc, chẳng hạn như là gần đến độ tuổi của về hưu, nghỉ hưu, ta thay đổi cả tâm sinh lý. Thì về cơ thể thì chúng tôi làm khuyến cáo đánh giá các xét nghiệm sàng lọc sức khỏe thường quy. Bên cạnh đó thì cũng phải nhận biết được các cái dấu hiệu của thay đổi tính tình, chẳng hạn có khó tính hay không, có dễ buồn ngủ hay không, khả năng tập trung có kém hay không. Đấy, còn về nội tiết thì chúng tôi cũng có các xét nghiệm cũng liên quan đến các hormone hướng buồng trứng như estrogen, progesterone, giống như là chị Thủy đề cập. Nhưng dù như thế nào thì chúng ta cũng phải đi khám sàng lọc, bởi vì nếu như chúng ta có hướng tới các cái sử dụng các cái nguồn thay thế từ estrogen tự nhiên hay là estrogen thay thế theo liệu pháp trị liệu hormone, thì cái việc thăm khám sàng lọc rất là quan trọng để xem cái lớp nội mạc tử cung. Tí nữa chị Thủy cũng sẽ hỗ trợ tôi thêm cái phần này để xem nội mạc tử cung như thế nào, các cái bệnh phụ khoa có liên quan hay không, các vấn đề của tử cung và buồng trứng nó rất là quan trọng, bởi vì đôi khi đó là một cái dấu mốc của sụt giảm rất là nhiều, đặc biệt estrogen trên cơ quan đích, làm chúng ta dễ nhầm và bỏ sót những cái bệnh tiềm tàng hay gặp ở trong giai đoạn này. Vâng.